người nhá. Hôm nay cô biết rồi, biết rồi. Thì bây giờ hôm nay Mộc sẽ gọi là review cho mọi người một cái món chân thờ mà như Mộc đang bán hiện tại nhá. Thì về cái này thì Mộc review chủ yếu cho mọi người là cái mẫu này là chân thờ, nó làm bằng gỗ sen đèo. Thì cái loại mà đặc tính của gỗ sen đèo này, cái thứ nhất là nó xài nó đỡ co rút, và nữa này thì nó là gỗ tự nhiên ấy, thì mọi người xài nó cũng bền nhá. Cái này thì mọi người xài trong vòng khoảng cỡ 15 năm thì ok. Thì cái thứ nhất ấy, cái chân thờ này thì cái mẫu mọi người mẫu gọi là mẫu rẻ rẻ nhất trên Mộc là cái chân thờ này, là chân thờ gỗ sen đèo, nhưng mà kích thước của nó là ngang 50, nó chiều ngang là 50, cao là 50, còn cao từ dưới đất lên trên này là 67. Đó. Thì cái chân thờ này là giá là 1.300.000 nhé. Nó có cái tầng mâm cúng này. Đấy. Nó có mâm cúng này để mọi người kéo ra mọi người cúng đồ nhé. Vì hai cột này chạm rồng, còn hai bên nó là bình thường thôi, nó có bóng đèn. Và cái này là gỗ tự nhiên 100% nhé. Nó là gỗ sen đèo ấy. Sen đèo này bạn để ý sen đèo nó ghép ấy. Nó có mấy cái miếng nhỏ ghép. Còn cái loại này là chân thờ này cũng là 50 gỗ sen đèo luôn, nhưng mà nó có cái loại, nó có thêm cái hộc đèn này nữa. Thì cái hộc đèn này như Mộc nói là đằng sau nó có cái nút ở đây là mọi người có thể táp được. Đó. Ở trên này nó có cái nút này. Đấy, Mộc sẽ quay cho mọi người coi sao. Đó. Mọi người có thể táp bật lên được. Thì cái giá của cái chân xoan 50 này ấy, nó là 1.900.000 nhá mọi người. Là giá này là Mộc sẽ bao gồm là miễn phí giao hàng tận nhà cho khách. Trong vòng bán kính 40 km, giao hàng tận nhà, khách nhận hàng kiểm hàng xong mới nhận thanh toán nhé. Còn hàng hóa mà Mộc giao không đúng thì bạn có thể gửi lại cho Mộc được nha. Còn mấy cái đồ này thì nói chung giá nó mềm mềm thôi, mấy cái khu vực như làng Mộc làng mấy này thì giá rẻ. Còn cái chân thờ này thì cũng xoay luôn, nhưng mà nó loại nó bự hơn, ngang của nó là tới 60. Đó, ở trên này nó có cái hộc đèn thì nó lớn hơn nên nó mắc hơn. Thì cái này thì Mộc bán là 2.300.000. Cao từ dưới đất lên trên này là 1m07 nhé mọi người. Đó. Thì gỗ sen nên thường thường cái màu này là màu tự nhiên này, còn màu này là màu mình sơn màu lên cho nó sậm thôi. Thì ở trên này thì mọi người có thể tận dụng, mọi người để đồ tượng gì cũng được. Ở dưới này thì nó có hai bên này nó có mâm kéo đồ cúng, và đằng sau nó cũng có cái nút tắt bật luôn. Nếu mà mọi người có nút sáng mọi người tắt cái nút đi, mọi người để trông như thế này đó. Còn nếu mà mọi người thích sáng lên thì mọi người bật đó. Tùy theo cái việc thờ cúng trong gia đình nhà mình thôi. Là 2.300.000, nhưng Mộc nhắc lại nha, là trang thờ ngang 60 cũng xoen, giá 2.300.000. Còn cái bên này là ngang 50 thì giá là 1.900.000. Còn cái này là ngang 50 không có hộc đèn thì giá là 1.300.000. Còn nếu mà mọi người muốn xịn hơn thì mọi người có thể tham khảo qua cái loại gỗ gó đỏ. Thì cái gỗ gó đỏ này ấy, thì nó xịn hơn. Cái này gỗ quý mọi người xài muôn đời không có hư ấy. Và cái vân nó rất là đẹp nha. Đó mọi người, gỗ gó đỏ là gó đỏ 100% luôn. Ở người miền Tây người ta còn gọi là gỗ bân á. Gỗ bân, gỗ kè te. Kè te. Đây mình có kè te. Đấy là loại này. Thì cái này là giá là 3.000.000 nha mọi người, ngang 60 luôn đó. Đằng sau nó là gõ đỏ hết luôn, thì nó có cái dây điện này mọi người có thể để mọi người cắm vô á. Nếu mà mọi người đơn kiểu này kiểu đơn giản, kiểu này là kiểu mới của bên Mộc á. Rồi vậy nha, chào tất cả mọi người. Quay thêm phút mấy thôi, ghé thôi, nhìn em coi mà đang có chi tiết thôi.